khởi hành rồi đó, chúc khởi hành rồi đó. Ê, em bé ơi, chào bác hai coi. Thằng Hoàng đây. Làm kiểu rồi, làm kiểu rồi, làm xấu rồi. Từ quá xấu luôn rồi. Nó đưa mặt ra bạn chứ, đưa mặt lên. Trời ơi, xấu dữ vậy. Rồi, ngồi lên. Rồi, chú chuẩn bị khởi hành. Chú chuẩn bị khởi hành rồi đó. Đó cái đường như đây dự phòng đó, đoàn tàu dự phòng đó, thấy không, thấy chưa, chạy vô đó đó. Công viên nước á, con đi hai lần luôn hả? Trời ơi, đã vậy. Sao ngủ bác hai đi. Đây là vườn La Mã nè. Đó, vườn La Mã đó, thấy chưa? Bên quay đứng nè, ừ đi quay đứng đó.
đó, mấy anh nó chạy đi đi về vô trung mầm sen chơi kìa, thấy không? Đây vườn xương rồng. Hả? Trước mình đi làm sen rồi, người ta làm vườn xương rồng chưa? Có, làm lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, nhưng mà tại mình ít có vô đó. Kế bên này có cái đường mẫu giáo ha, đau lưng lại ha. Pin đó có quán cà phê mình sáng mình uống đó, quán cà phê mình uống đó, quán cà phê vườn đá đó. Nào hết chỗ hồi nãy á. Hôm nay có hai cây vườn khác của mình. À dạ. Tại vì cái hai cây có